Đây, thùng Natio Nan nha mọi người. Một thùng Natio Nan nhé. Natio Nan này. Đấy. Ok. Ngoại hình con này thì khá là đẹp luôn. Đây. Đây là một con máy khoan và bắc vít Natio Nan 12V. Khoan và bắc vít Natio Nan 12V nhé. Đấy. Đời con này thì rất là êm nha mọi người. Đây, lấy nát này. Đấy, đưa tóc thắng ok nhé mọi người, nghe em không? Đấy, đảo chiều. Ok. Đưa tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đầu này. Đấy, đầu không rơ, không cạc gì nha. Đấy. Không rơ, không cạc gì luôn nha. Máy rất là êm luôn. Rất là đã. Em râu nha mọi người. Đấy, đều tóc thắng ok nhé. Con này chữ make in ra băng nó in nổi, nó in tiền đây luôn nè. Thấy không? In ra bằng nó in chìm đây luôn. Rồi, ok. Một con máy khoan và bắc vít Natio Nan 12V full chức năng. Đấy, trái phải ok, đều tóc ok, thắng ok nhé. Đấy, cục sạc còn sống này. Cục sạc còn sống nhé. Hai vỏ pin thì còn chạy đây, nhưng mà mình nói rồi, bán là pin zin, mình không bao cầm nhé. Mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Đấy, về mọi người xài được bao nhiêu đó xài, đến lúc mà nó hư thì mọi người đóng lại, ok chưa? Đó, còn hiện tại thì mình thấy nó đang chạy ok đấy. Năm mươi sáu thùng này 1.270.000. 56 1.270.000 nhé. Đây, một thùng Natio Nan rất là đẹp nhé. Đấy, thùng rất là đẹp. Ok. Đây, máy khoan Natio Nan AZT 108 nha mọi người. Đấy, ngoại hình con này mọi người thấy đẹp không? Đó. Đây. Máy in da băng nha. Tay em ghi máy in da băng luôn này. Hai chế độ nhanh chậm nha mọi người. Đấy. Cái chân pin nó hơi bị bẩn một tí mình rút lại. Đấy. Ok chưa? Chế độ chậm này, chế độ nhanh này. Đấy. Rất là đã nha. Ok. Đấy, máy khoan Natio Nan. Khoan Natio Nan AZT 108 nha, full chức năng nha mọi người. Máy in da băng nha. Hai vỏ pin này, hai vỏ pin còn đẹp này. Đấy, pin thì mình không bao cầm, mình bán xem như vỏ pin này. Cục sạc còn sống nha mọi người. Sạc sống nha. Đấy. Sạc cũng rất là đẹp. Đó, bộ thấy đẹp không? Quá là đẹp. sáu mươi mốt con này 1.280.000. 61 1.280.000 nha mọi người. Đây, thùng Natio Nan nha mọi người.
thùng na tiêu nạp. Đây. Máy Nationan AZT108 nha. AZT108. Máy in giá bằng nha. Máy in giá bằng. Đấy. Đây, đang để cấp trượt một này. Đấy. 18 cấp trượt, một cấp khoan nha mọi người. Đấy. Ok. Chế độ nhanh chậm này. Chậm này. Nhanh này. Ok. Đấy, ngoại hình của nó đây, rất là đẹp nha. Đấy. Ok nha mọi người. Đấy, cũng như những thùng khác thôi. Máy full chức năng. Đấy. Hai quả pin còn chạy nhưng mà mình bán không bao cầm, bán xem như quả pin cục sạc còn sống nha. Ok. Đấy. Cái thùng thì khỏi nói, thùng nó rất là đẹp luôn. À. Sáu mươi hai một triệu hai trăm tám mươi nghìn nha mọi người. Đây một thùng nati nha mọi người, thùng nati nè. Đây đây là con máy khoan nati nan, máy khoan nati nan nhé. AZT 105. Đây, con nó tiêu nan AZT 105. Đấy, con này này. Chỗ này nó có in chìm chữ Made in Japan đây nha mọi người. In chìm chữ Made in Japan đây này. Đó. Màu hình rất là ok nha. Đấy. Thắng cứng ngắc. Đảo chiều trái phải ok, nhanh chậm ok. Đấy, full chức năng nha mọi người. Tay mình nhìn còn đẹp không mọi người. Ok. Đấy, cục sạc còn sống nha mọi người, pin thì chạy đây. Ok. Pin thì mình không bao cầm, mình bán xem như vỏ pin rồi. Còn sạc sống nha, về mọi người à. Xài đến lúc nào pin hư thì đóng lại thôi. Đây. Sáu mươi ba. 1.280.000. 63 1.280.000. Ok. Đây, thùng Nationan tiếp nha mọi người. Đây, Nationan. Ok, thùng rất là đẹp nha. Đặc biệt mấy thùng Nationan rất là đẹp luôn. Đây. Máy Nationan AZT 108. AZT 108 nha. Ok. Đấy. Cấp trượt nè, mình đang thử cấp trượt nha. Chuyển sang cấp khoan nè. Đấy. Rất là êm nha mọi người. Chế độ nhanh chậm này. Đấy. Thắng rất là tốt luôn nha. Đấy. Ok.
ok nha mọi người, rất là đã nè, nhìn ngoài hình con máy này ok chưa. Rồi đấy, sạc sóng nha, sạc sóng nha, pin thì đang chạy đấy mà mình không bao cầm pin nha, mình đáng xem như bỏ pin nha mọi người. Đấy, sáu mươi ba thùng này 1.250.000, 63 1.250.000 nha mọi người. Đây nhá, một thùng khoang Nadionan nha mọi người, thùng khoang Nadionan này, thùng này còn khá là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, đây là con khoan Nadionan EZ6281 9.6 nha. Đào autolock, đào autolock 10 ly nha mọi người, đào autolock 10 ly. Đấy, đào cày của nó này xích trịch luôn. Ok, có hai chế độ nhanh chậm nhé, chế độ chậm này, chế độ nhanh này. Ok, 5 cấp trượt 1 cấp khoan nha mọi người. Đó, 5 cấp trượt 1 cấp khoan. Ok, nó là nhặt nó chơi nó khắc luôn, cái tay nó lên đây à, tay nó khắc, nó khắc đó nha mọi người, khắc chữ đây chứ cái này không phải xước đâu nha. Đấy, ok, rất là đã, con này trâu lắm mọi người, 9.6 hơi bị trâu luôn á, 9.6 với 12V thì tương tự nhau nha mọi người. Đấy, không kém cạnh nhau là máy. Đấy, à, hai quả pin thì còn chạy đấy, nhưng mà mình không bao cầm pin nha mọi người, mình bán xem như vỏ pin. Đấy, cục sạc thì còn sống nha, ok. Con này con số 64, con này 800, 64 800 nhé. Đây, một thùng Nadionan siêu đẹp nha mọi người. Đây, này thùng Nadionan siêu đẹp, thùng này gọi là siêu phẩm, mua siêu phẩm nha mọi người. Đây, máy này nhìn này, siêu phẩm chưa. Đây, quay này, đầu này đẹp không, bóng loáng luôn này, con này siêu phẩm Nadionan nha mọi người. Đấy, Nadionan EZT108 siêu phẩm nha, quá là đẹp luôn. Con này á, con này mọi người, con này là hàng mình thấy là như hàng kiểu như hàng showroom trưng bày á, xong rồi người ta thải ra luôn đây nha mọi người, chưa thấy dùng như luôn này, nó mới kinh lắm. Cái thùng mọi người nhìn nha, đẹp không, đẹp kinh khủng khiếp luôn mà. Đấy, hàng bãi mà đồ về thùng nó còn đẹp như thế này mọi người biết rồi. Đây đó, hai chiếc T108 máy trên da băng này, thấy chưa, máy đẹp, đầu đẹp như thế này mọi người biết rồi đó. Này, nhìn đầu này rất đẹp ha, ok chưa. Đó, nhanh chậm này, chế độ chậm này, chế độ nhanh này. Đó, cấp trượt này,
18 cấp trượt, 1 cấp khoan nha mọi người. Đó. Rất là đã luôn. Đây, tiếp theo qua bên này nữa. Đó. Đã về thái bộ này phê luôn mọi người. Hai cái bộ máy này về là đúng phê luôn ạ, là đúng kiểu chuẩn hàng. Hàng này là hàng showroom thải ra là chưa dùng luôn nha mọi người, sàn để trưng bày nha mọi người. Đấy. Đó, trưng bày trong hãng xong rồi người ta thải ra luôn. Đấy, rất là đẹp. Sạc đồ nó cũng đẹp này. Kinh điển luôn. Đó, ha. Đẹp quá trời đẹp. Đó là con này là con siêu phẩm nha mọi người. Thùng này siêu phẩm Nationan 12V. Full chức năng. Đấy. Pin thì mình không bao cầm nha mọi người. Mới đẹp bao nhiêu mình không bao cầm cả. Xem như vỏ pin hết. Ok. Thùng này số 67. 67 thùng này 1.550.000. 67 1.550.000 nha mọi người.